Thấy khói lửa bùng lên dữ dội tại một quán cà phê ở đường Tân Hương, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gần 20 người dân đã hợp sức di rời một chiếc xe ô tô đậu bên cạnh đến nơi an toàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 3, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ quán cà phê rộng khoảng 100 m2 đang đóng cửa ở đường Tân Hương, quận Tân Phú. Phát hiện vụ việc, người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lúc này đám cháy lan ra biển hiệu, bén vào cục nóng điều hòa, khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét phát hiện chiếc xe ô tô ở gần đám cháy nhưng không liên lạc được với chủ xe. Khoảng 20 người sau đó đã hợp sức, cùng nhau đẩy chiếc xe ô tô đang dừng đỗ ra khỏi khu vực cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều đồ đạc, bàn ghế, thiết bị pha chế ở bên trong. Theo người dân trong khu vực, xe ô tô nói trên của chủ quán cà phê Quán này đã dừng hoạt động cách đây vài tháng nên không có người trông coi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chủ quán không có mặt ở nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày đầu tuần mới, tháng mới, cả nước xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ngày trên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên lên tới 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, các nơi khác ở bắc bộ và nam bộ, mức nhiệt cũng lên tới là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cùng với nắng gắt, nhiệt cao thì thời gian độ ẩm trong không khí cũng giảm rất thấp, thấp nhất ở khu vực bắc bộ và trung bộ chỉ còn từ 30 đến 40%, còn tại nam bộ là từ 45 cho đến 55%. Quý vị cần hết sức cẩn trọng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 4. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ kéo dài hơn một ngày nữa rồi mới giảm dần. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị cần lưu ý giữ sức khỏe cho những ngày thời tiết nắng mạnh, nhiệt cao như hiện nay. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn, Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều tăng nhanh lên mức 35 độ, cùng với độ ẩm cho không khí cao khoảng 78% nên quý vị sẽ cảm thấy rất oi bức, khả năng mưa thấp dưới 10%. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay cũng có nắng mạnh nhưng nhờ lợi thế nằm gần biển nên không gian vẫn khá thoáng đãng. Mức nhiệt cao nhất trưa nay nên đến ngưỡng là từ 34 cho đến 35 độ, nắng nóng. Còn về chiều tối và đêm, nhiệt hạ còn từ 25 cho đến 26 độ, trời thoáng mát. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tiếp tục nắng mạnh ngay từ sớm. Trưa nay, nhiệt độ lên mức là 37 độ. Thực tế, ngoài trời cảm nhận còn tăng thêm từ 2 đến 3 độ nữa. Độ ẩm cho không khí giảm thấp, chỉ khoảng 45%. Vì vậy, quý vị nên sắp xếp công việc phù hợp, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng gắt. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại! theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt hiện nay ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến gần hết cả tuần sau. Nhiệt độ cảm nhận được thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 4 ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên. Phía Đông Bắc Bộ nắng nóng khả năng kéo dài đến ngày 4 tháng 4. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cụ thể ngày mai mùng 1 tháng 4 phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Sau nhiều tháng nắng hạn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đón cơn mưa lớn giải nhiệt vào chiều ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên trận mưa này kèm theo cả mưa đá ở một số khu vực. Mới đây, thành phố Đà Lạt đón cơn mưa này và cơn mưa này cũng đã gây ra những ảnh hưởng đến mà khu vực này. Cụ thể, vài khu vực của thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá khoảng 10 phút, hạt nhỏ cỡ bằng hạt đậu phộng. Sau đó mưa đá chấm dứt nhưng trời tiếp tục mưa lớn, gây ngập một số tuyến đường trung tâm. Trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại mưa đá chất đống quanh vườn của người dân. Trước đó, nhiều tháng qua, các địa phương của tỉnh Lâm Đồng nắng hạn nên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hồ ao chữ nước cũng dần khô cạn gây ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Đặc biệt, mực nước hồ Đan Kia, hồ cung cấp nước sinh hoạt chính cho Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương đã xuống rất thấp. Thượng nguồn khô cạn gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở hai địa phương này. Người dân hy vọng sắp tới sẽ có nhiều cơn mưa vàng cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng như cung cấp nước tưới cho canh tác nông nghiệp. Do năm cuối, hệ thống cung cấp nước sạch nên những ngày qua hầu hết các hộ dân tại các huyện thị phía đông của tỉnh Tiền Giang không có nước sinh hoạt. Nhiều người dân phải thức trắng đêm chờ hứng từng can nước ngọt tại các vòi nước công cộng. Tình trạng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang cho biết, hiện nay nhà máy đã mở 60 vòi nước công cộng tại các huyện phía đông, cung cấp 3.000 m khối nước mỗi ngày cho người dân đồng thời đang phối hợp với nhà máy nước Đồng Tâm tăng nguồn, phân bổ nước nhằm dồn nước về phía đông để người dân có nước sử dụng. Nguyên nhân thiếu nước được giải thích là do những ngày qua, do nguồn nước bị thiếu trong khi nhu cầu tăng, đầu tuyến hút gần hết nên phía cuối bị thiếu nguồn nước. Bên cạnh đó, nguồn nước canh mương cũng đã hết nên người dân buộc phải thức chờ lấy từng ca nước ngọt tại 60 vòi nước công cộng miễn phí được lắp đặt dọc các tuyến đường. Tình trạng tương tự xảy ra ở hầu hết các vòi nước công cộng miễn phí tại vùng ngọt hóa Gò Công, Do nước chảy yếu, người dân mất rất nhiều thời gian để hứng được nước. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 4, thông báo tiền điện với các hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ được gửi qua ứng dụng chăm sóc khách hàng qua thiết bị di động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 4, thông báo tiền điện và các thông tin về điện chỉ gửi qua ứng dụng chăm sóc khách hàng qua thiết bị di động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh Hộ gia đình sau khi tải ứng dụng có thể dùng số điện thoại để tạo tài khoản sử dụng và nhập mã PE gồm 13 ký tự để kiểm tra thông tin tiền điện. Được phát triển từ năm 2015, ứng dụng này còn có thể báo chỉ số điện mỗi ngày, lịch cắt điện và các dịch vụ khác. Điện lực thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên bỏ hẳn các kênh thông báo truyền thống. Trước đây thông báo tiền điện được gửi theo hóa đơn giấy về tận nhà, tin nhắn SMS về điện thoại Mấy năm gần đây, điện lực các địa phương gửi thông báo qua kênh Zalo hoặc app thay vì tin nhắn SMS để giảm chi phí. Thưa quý vị và các bạn, mới đây hình ảnh một bác sĩ ngồi bệt giữa nền nhà, tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi tại chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, huyện vùng cao A Lưới, Thừa Thiên Huế, đã nhận được sự cảm phục của rất nhiều người. Nhân vật trong ảnh đó chính là thầy thuốc yêu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Minh Trường, giám đốc bệnh viện mắt Huế. Bức ảnh do chị Nguyễn Thị Minh Nhật là nhân viên tư vấn của bệnh viện ghi lại vào trưa ngày 26 tháng 3. Trong khuôn khổ chuyến công tác của bệnh viện mắt Huế cùng với chuyên gia nhãn khoa giáo sư Hasris Tadashi phối hợp với tổ chức hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại huyện vùng Cao A Lưới, Thừa Thiên Huế. Bức ảnh được chụp vào buổi trưa sau khi kết thúc hoạt động phẫu thuật vào buổi sáng. Khi đi sang phòng bên cạnh thấy bác sĩ Trường đang ngồi nghỉ trưa trên nền đất nên đã ghi lại hình ảnh để làm kỷ niệm. Cũng theo Bệnh viện Mắt Huế, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3, đoàn bác sĩ của bệnh viện cùng với chuyên gia nhãn khoa Nhật Bản, giáo sư Hachori Tadashi, thực hiện thăm khám cho hơn 500 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Chương trình giúp khôi phục thị lực cho 41 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, không có điều kiện thăm khám và điều trị.